Do vậy các nhà khoa học thì có yêu cầu, có hai yêu cầu thôi. Yêu cầu thứ nhất á, là bà con phải luân canh. Luân canh trong một hệ thống là không nên độc canh, cứ lúa 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 hoài thì nó sẽ dở đi. Thì có thể sẽ luân canh hai vụ lúa một vụ màu, hoặc là hai vụ màu một vụ lúa. Thứ hai là quy trình bón phân chăm sóc, phải biết tương quan giữa đất phân bón và cây trồng để mà bổ sung đầy đủ, và đặc biệt là phải quan tâm đến cái sức khỏe của cây trồng và sức khỏe của đất, trong đó quan tâm đầy đủ đến ba tính chất của đất, đó là về mặt hữu cơ, về mặt hóa học đó, về mặt các chất bổ, thứ hai nữa là về mặt sinh học, tức là hệ thống vi sinh trong đất phải hoạt động tốt, và thứ ba về mặt lý học, tức là phải biết cài bừa xới sáo, giải quyết cái bài toán làm sao cho rễ nó mọc, nó ăn sâu trong đất. Thì nếu bà con làm được như thế này thì chúng tôi nghĩ rằng không có ảnh hưởng gì trong vấn đề chúng ta xả liên tục loại giống. Xin trao đổi cùng anh Phúc, xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của Phó Giáo sư. Xin mời Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân giao lưu với anh Lê Văn Tường, một khán giả ở Tân Hồng, Đồng Tháp, có số điện thoại là 01629293808. Thưa Thạc sĩ, anh Tường có hỏi là thuốc xử lý giống có tác dụng đến giai đoạn nào? Nhiều vụ nay đất tôi không có cỏ, tôi tính không phun thuốc tiền nảy mầm mà đợi 8 ngày tôi mới phun thuốc boost, có được hay không? Và thuốc boost sử dụng chung với plastic có được không ạ? Dạ, xin mời ý kiến. Chào anh Tường. Như vậy thì thuốc xử lý giống có tác dụng là cụ thể là cái plastic xử lý giống có tác dụng 15 ngày đầu của cái cây lúa. Và cái vấn đề thứ hai nữa là tôi hoàn toàn ủng hộ anh Tường là đã trên ruộng không có cỏ, quan sát không thấy cỏ thì chúng ta không việc gì phải xài thuốc cỏ tiền nảy mầm, mà chúng ta có quyền để như anh dự định là để cho khoảng 8 ngày thì bắt đầu nếu có xuất hiện cỏ thì chúng ta quản lý bằng cái cỏ hậu nảy mầm bút để chúng ta tiết giảm chi phí cho một lần phun. Và biết đâu chừng tới giai đoạn coi như lúa 8 ngày mà không có cỏ nữa thì chúng ta đã tiết kiệm được hẳn cái chi phí về cái thuốc cỏ trên ruộng của anh. Nhưng mà về cái việc mà phối trộn giữa cái bút và cái plastic ở giai đoạn phun này thì chúng tôi không khuyến cáo, bởi vì cái việc mà phun giữa cái bút và cái plastic là hai cái này nó không có tuyệt đối thuận hợp với nhau, bởi vì cái bút đó thì nó chịu được cái ngưỡng pH là 6 đến 6,5, cho nên là khi chúng ta phối trộn thì nó có thể làm thay đổi cái môi trường của cái thuốc, cho nên là nó không có đạt hiệu quả như mong muốn, cho nên chúng tôi vẫn khuyến cáo anh phun riêng. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ giải đáp thắc mắc cho anh Nguyễn Hoàng Khang ở Cái Bè, Tiền Giang, có số điện thoại là 01649860602. Dạ thưa giáo sư, anh Khang có hỏi là ở vụ thu đông sau thu hoạch tôi cày dùi trơm trạ được 21 ngày, trước làm đất lần cuối chuẩn bị xạ tôi có xử lý vôi, như vậy liệu có ảnh hưởng tới vi sinh có lợi trong đất và sự nảy mầm của lúa không ạ? Không sao đâu anh Khang, tôi đã thử mới đây nữa là đưa 2 tấn vôi á xuống ở Thạnh Trị, rồi sau đó là xạ cái hộp giống lên vẫn là bình thường. Bởi vì mình đưa cái vôi xuống thì cái hệ đệm của đất nó sẽ có cái tác dụng với vôi rồi, nên cái tác động của nó đối với cái gọi là vi sinh vật của đất nó cũng không có nhiều lắm. Thì tôi nghĩ rằng 2 tấn, còn bình thường thì cánh bón chừng 300 tới 500 thì an toàn, không có gì đó. Dạ, anh xin cảm ơn ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Thưa giáo sư, phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng, anh Hoàng Liên Phương, một khán giả ở Ba Tri, Bến Tre, có số điện thoại là 0912724135, hỏi là nguyên nhân vì sao mà những giống dài ngày có chất lượng cao lại bị sâu bệnh tấn công nhiều hơn những giống thường, và ở trong vài vụ gần đây nông dân chuyển sang xạ dày trở lại để có nhiều chồi hữu hiệu lúc ban đầu. Xin cho biết ý kiến về vấn đề này ạ. Dạ. Anh Phương thân mến, cái câu thứ nhất là tại sao giống có chất lượng cao dài ngày dễ bị sâu bệnh tấn công, thì nó có hai lý do chính. Lý do thứ nhất là cái gen chất lượng cao đó thường thường nó đối kháng với lại cái gen mà kháng sâu bệnh, ít có tương hợp lắm. Do vậy thì đa số những giống chất lượng cao thì nói chung là người ăn cũng thích thì sâu bệnh nó cũng thích đó. Do vậy thì những cái giống mà có chất lượng cao á, thì thông thường là ít có kháng sâu bệnh, thì đó là cái lý do đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai đó là nó dài ngày đó, thì thưa với anh là mỗi một cái loại sinh vật nó có chu kỳ, ví dụ rầy nâu thì 25 ngày tới 30 ngày. Cái giống dài ngày thì nó sẽ có nhiều cái đợt bị rầy nâu nó tích lũy mật số và nó tấn công, và cái quá trình cái cây nó, cái lúa nó nằm trên đồng nó kéo dài đó, thì có khả năng là nó tích lũy mật số tất cả các loại dịch hại và nó sẽ tấn công nhiều hơn. Đó là hai lý do chính, là những giống dài ngày thì thường bị sâu bệnh tấn công nhiều hơn đó. Tuy nhiên là
cũng có một số giống mà nếu các nhà khoa học có thể lai tạo được, có thể nó kháng được cái này, nó kháng được cái kia, đó thì cái đó là riêng lẻ thôi, chứ nguyên tắc chung là như chúng tôi đã trình bày. Vấn đề thứ hai đó, trong thời gian gần đây nông dân có một cái xu hướng là chuyển sang xạ dày trở lại, thì thưa là có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là tôi nói là nông dân chúng ta cảm thấy rằng là cái việc xạ thưa đó là nó không có đã. Không có đã là gì? Tức là trong thời gian khoảng chừng 10-15 ngày đầu á, lúa mình lên nó thấy có vẻ nó hơi mỏng mà hơi thưa. Mà ra thì xem là thấy nó không có bằng cái lúa của ông kế bên. Do vậy thì ông nông dân thì ông không thích lắm. Đa số nông dân Nam Bộ đó thì thích lúa phải tốt liền, xanh liền, dày liền. Đó là cái tâm lý đầu tiên là như thế. Và nông dân cũng chưa thấy rõ giữa cái việc mà xạ thưa thì năng suất nó vượt trội hơn cái xạ dày của bà con. Dày ở đây là trong hoặc kép, có nghĩa là vẫn ở cái mức chấp nhận khá khá, tức là 150, 180, 200 thôi chứ không phải dày quá. Do vậy là nông dân vẫn còn có cái tập quán mà xạ dày. Tuy nhiên các nhà khoa học thường khuyến cáo cho bà con nông dân rằng là nếu chúng ta chủ động được nước, chúng ta chủ động được mặt bằng, chúng ta chủ động được mà cái phương pháp quản lý cỏ đó, thì gần như là cái việc xạ thưa đó nó sẽ phù hợp với cái xu thế tiến bộ, tức là dịch hại sẽ tấn công ít hơn, điều kiện lây lan nó ít hơn. Và tất cả các nhà khoa học nói rằng nếu cái bệnh đậu ôn mà cái khép tán đó, cái thời gian mà nó khép tán nó chậm đi khoảng chừng một tuần lễ đó, thì cái việc mà phát tán bệnh đậu ôn nó rất nhẹ. Còn nếu bà con xạ dày mà bón dư phân đạm á, thì bệnh đậu ôn nó rất nặng, và gặp cái biến đổi thời tiết khí hậu nữa thì rõ ràng là có nhiều ruộng là không bị sập mặt và không có chống chọi được bệnh đậu ôn. Do vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là trong tương lai gần, khi mà cơ giới hóa trở thành phổ biến, có nghĩa là lúc đó xạ bằng máy luôn chứ không phải là xạ bằng tay nữa, thì chắc chắn là bà con đã đi xem những cái điểm trình diễn rồi đó, tức là người ta máy cấy hoặc là máy xạ luôn. Thì với cái lượng giống là ở cái mức chấp nhận được hiện nay là khoảng 80 tới 100 kg thì đều cho cái một cái hệ số an toàn rất cao, là năng suất chất lượng rất tốt, nhưng mà đồng thời cái tương quan giữa dịch hại đó thì nó rất thấp và quản lý rất là tốt. Và gần đây á, thì một cái báo cáo mới đây nhất thì ở cái hội nghị về tương lai cái lúa gạo quốc tế mới tổ chức tại New Delhi trong tuần vừa qua đó, thì các nhà khoa học của IRI cũng như các nhà khoa học quốc tế người ta đã trình bày trong điều kiện mà quản lý cái điều kiện môi trường đất đai dinh dưỡng tốt, thì cái việc mà giải quyết cái bài toán xạ khoảng 25 kg một hecta vẫn cho năng suất chất lượng cao. Nếu mà bà con giải quyết được cái bài toán là sẽ có đủ cái số chồi hữu hiệu trên mét vuông. Thứ hai nữa là có cái tỷ lệ cái số hạt chắc trên bông, cái số hạt chắc trên bông nó cao lên và phù hợp với lại là từng giống lúa, thì chắc chắn là cái chuyện là xạ hơi thưa một chút không thành vấn đề. Thì trên đây là một số cái giao lưu cùng với bà con. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn ý kiến giải đáp của Phó Giáo sư. Thưa Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân, anh Trần Giang Ngừ ở Dòng Riền, Kiên Giang có số điện thoại là 0919283505 đặt câu hỏi là ở trên thị trường hiện nay có hai loại Platsimola, cái loại gói và loại chai. Xin cho biết loại nào là chính hãng ạ? Chào anh Ngừ cùng bà con. Như vậy, Platy bản thân là có ba cái dạng đóng gói. Thứ nhất là cái dạng gói chuyên dùng xử lý giống là gói 20ml. Đây là cái dạng gói mà chuyên dùng xử lý giống. Thì chúng tôi có ghi là hàng chữ là chuyên dùng xử lý giống. Dạng thứ hai đó là dạng chai Platy với collagen là tăng cường sức sống, là chai ba cạnh, để mà khuyến cáo bà con xử lý ở giai đoạn lúa như là đẻ nhánh là 15 đến 20 ngày và lúa tạo đồng 35 đến 40 ngày. Và một dạng nữa đó là dạng mà bà con có thể sử dụng trên rau màu, là có biểu tượng trái cà chua đó bà con. Như vậy thì có hai dạng là trên lúa của chúng ta, là một xử lý giống và hai là tăng cường sức sống để phun xịt. Và dạng một dạng sử dụng chúng ta có thể sử dụng trên rau màu là có biểu tượng trái cà chua. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của thạc sĩ. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, anh Quỳnh Trưởng Thôn ở Chợ Mới An Giang, số điện thoại là 01234391315. Có cho biết là hiện nay ở vùng Chợ Mới An Giang của anh á, đa số sử dụng cái giống ở vụ thu đông để làm giống lại cho vụ đông xuân. Nhưng mà anh hỏi là nếu như ở vụ thu đông mà lúa đã bị lép hạt và vi khuẩn, như vậy liệu có lây lan cho vụ đông xuân không ạ? Chắc chắn là không nên sử dụng cái giống này rồi. Ngay cả trên cây ăn trái, cây đầu dòng mà cái cây đó mà bị bệnh là dứt khoát là phải loại ra, không chọn cây đầu dòng. Thành ra cái ruộng của anh nó đã bị bệnh rồi thì tôi nghĩ rằng không nên sử dụng cái giống đó. Yeah.
Xin cảm ơn ý kiến của giáo sư. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng, anh Phan Văn Tưa, một khán giả ở Chợ Mới An Giang, số điện thoại là 01682 967682, có hỏi là cùng một giống lúa canh tác nhiều vụ ở trong một miếng đất, như vậy thì cái năng suất nó có bị giảm không? Mặc dù thường xuyên trải vụ, thường xuyên mỗi vụ anh sử dụng cái giống nguyên chủng và xác nhận. Anh Tưa thân mến, cái câu này thì hồi nãy anh Nguyễn Trọng Phúc cũng đã có hỏi giống như anh á, một loại giống xạ liên tục nhiều năm trên một diện tích đất có bị lờn và có giảm năng suất không? Thì chúng tôi đã có trả lời, chúng tôi chỉ tóm tắt rất là gọn rồi. Việc thứ nhất là anh phải luân canh, không thể là cứ lúa hoài mà phải luân canh trong một năm có một cái cây nào khác. Thứ hai nữa là chúng ta phải trả lại những cái chất dinh dưỡng cho đất một cách hợp lý, tương quan cân đối giữa cây trồng, đất đai cộng với môi trường, để như thế quan tâm đến vấn đề bón phân hợp lý thì không có vấn đề gì trục trặc hết trong vấn đề chúng ta có thể canh tác một giống lúa liên tục nhiều năm, nhưng mà với cái điều kiện là anh phải điều chỉnh như hai ý kiến chúng tôi đã trình bày. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của Phó Giáo sư. Xin mời Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân giải đáp thắc mắc cho anh Lê Văn Duy, một khán giả ở Cái Bè, Tiền Giang, số điện thoại là 01248574502. Thưa Thạc sĩ, anh Duy hỏi là hiện nay công ty có nhiều thuốc diệt ốc, đặc biệt ở vụ này nên sử dụng loại thuốc nào cho hiệu quả nhất ạ? Một ý khác anh hỏi là giống ở vụ rồi tôi có sử dụng thuốc Calasoto ở đợt cuối, như vậy nếu lấy làm giống cho vụ sau thì có ảnh hưởng tới cái độ nảy mầm của hạt lúa hay không? Chào anh Duy, đối với cái thuốc diệt ốc của mùa đông xuân này thì do ruộng chúng ta còn nước cho nên là sử dụng cái dạng phun xịt Neotagon là hiệu quả và kinh tế nhất. Còn vấn đề thứ hai nữa là nếu như mà có mưa chúng ta gieo xạ xuống rồi thì chúng ta nên sử dụng cái Helix, bởi vì cái Helix đó thì nó sẽ nhử cái ốc mà còn sót lại trên ruộng để mà đến những cái hạt này ăn, như vậy thì nó cũng hiệu quả kinh tế nhất trong hai tình huống như vậy. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái Lacasoto, nếu anh đã sử dụng ở cái thời điểm mà lúa của chúng ta không cháy me của vụ trước và để làm giống cho vụ này là rất tốt, bởi vì cái sự tích trữ dinh dưỡng trong hạt lúa tốt hơn bình thường so với chúng ta không xử lý, và nó biểu hiện ra ngoài là nếu như chúng ta để mà chúng ta không rải phân cái đợt đầu để cho cây lúa tự chịu đựng thì cái khả năng chịu đựng của cái việc mà xử lý Lacasoto là tăng từ 2 đến 4 ngày. Bình thường cây lúa chỉ sống tới được 10-12 ngày là eo ọt do chúng ta chưa bón phân, thì cây lúa nếu đã có xử lý Lacasoto thì có thể sống tới 14 ngày. Như vậy thì anh hoàn toàn có thể sử dụng cái cây lúa đã có xử lý Lacasoto ở vụ trước để làm giống cho vụ sau rất tốt. Yes. Cảm ơn ý kiến của thạc sĩ. Xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ giao lưu với anh Lê Ngọc Tấn, một khán giả ở Châu Thành, Tiền Giang, số điện thoại là 01224034663. Thưa giáo sư, anh Tấn hỏi là tại sao cái giống chất lượng cao thường năng suất thấp và ngược lại? Như vậy thì do cái đặc tính của giống hay là do trong cái quy trình canh tác bà con chưa có đáp ứng đủ các yêu cầu kỹ thuật khuyến cáo ạ? Cái nguyên nhân thứ nhất là nãy Phó Giáo sư Phụng cũng đã nói rồi, cái vấn đề sâu bệnh. Mà cái thứ hai nữa là tôi nói anh như thế này, công việc mà anh cài sới mà anh cài kỹ thì chắc chắn là nó chậm hơn là cái chỗ làm lớt lớt, thì cái năng suất nó cái số công nó không nhiều được, làm kỹ thì không thể nào nhiều. Thì cái cây cũng vậy nữa, nó phải chi cái năng lượng nó mới tạo ra được một cái chất lượng, mà nó chi cái năng lượng này tức là nó ảnh hưởng đến cái năng suất rồi, thì cái chuyện đó là nó có một cái ngược như vậy. Nên ở đây trong cái quy trình canh tác thì chúng ta chỉ đảm bảo là đạt cái năng suất mà gọi là tối ưu cho nó thôi, chứ nó không thể nào nó bằng như những cái giống bình thường khác được. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của giáo sư. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng giải đáp thắc mắc cho anh Nguyễn Văn Bùi, một khán giả ở Long Hồ, Vĩnh Long, số điện thoại là 0985942922. Thưa Phó Giáo sư, anh Bùi hỏi là hiện nay bệnh do vi khuẩn cộng với đạo ôn nhiều. Tôi muốn hỏi các nhà khoa học là có giống lúa nào chống chịu được hai loại bệnh này hay không? Anh hỏi thêm là tại sao cái giống mới xài thì rất tốt, nhưng mà lâu ngày thì lại chịu nhiều dịch bệnh và sâu rất nhiều, chẳng hạn như là giống OM4900. Xin cho tôi biết cái nguyên nhân. Ý thứ ba anh hỏi là giống của tôi ngâm nảy mầm 60%, như vậy thì tôi phải làm thế nào để xạ hay là ngâm thêm lúa giống ạ? Anh Bùi thân mến, cái ý thứ nhất là hiện nay đã có những cái giống mà có thể là chống chịu được, tức là có tính kháng với lại là cái bệnh vi khuẩn, tức là cháy bì lá đó, cộng với cái bệnh đậu ôn. Thì như vậy anh biết là có cũng rất là nhiều cái giống mà có thể là chỉ kháng bệnh đậu ôn mà không có kháng được cái bệnh cháy lá, vi khuẩn. Tuy nhiên là trong tương lai sẽ có một số giống mà sẽ phóng thích ra,
Thí dụ như giống lúa lai của công ty Bayer chẳng hạn đi, là sắp tới người ta sẽ phóng thích ra một cái giống lúa mà hiện nay nó đã kháng đầu ôn rồi, sắp tới nó sẽ chống chịu được với bệnh bạc lá, vi khuẩn hay là một số giống khác. Trên đây là tôi xin nêu như thế, nhưng mà gọi là kháng tuyệt đối thì là rất khó đó, tại vì là cái chuyện kết hợp giữa hai cái này là khó. Đa số những cái giống bà con đương trồng thì gần như là vẫn ở cái mức chống chịu trung bình thôi, chứ không kháng được đậu ôn và vi khuẩn giống lúa thường. Chỉ có những giống lúa lai thì nó có một cái gen đặc biệt là đa số là nó kháng được cái bệnh đậu ôn, nhưng mà nhiễm bệnh cháy bì lá. Cái ý thứ hai là cái giống tại sao trồng hoài một loại giống thì sâu bệnh nhiều. Thì chúng tôi đã nói rồi, cái tính tập nhiễm. Có nghĩa là đầu tiên cái giống đó đưa ra thì có thể nó kháng rầy. Nhưng mà nếu mà có 100 con rầy, nó sẽ ban đầu thì nó gần như là chỉ có 5% có thể ăn được cái giống đó thôi. Còn 95% là nó sẽ bị chết vì không thích nghi được cái giống kháng rầy. Nhưng mà vì cái lý do sinh tồn thì cái sinh vật nó cũng biến đổi, thì nó cũng sẽ tăng cái tính tập nhiễm dần dần nó quen. Và như vậy thì cái vụ sau, cái tỷ lệ mà cái con rầy nó thích nghi tốt, nó ăn được cái một cái loại giống mà kháng rầy đó, thì từ nó tăng. Và như vậy nếu làm hoài một giống mà với một trên cái cánh đồng không có giống nào khác, thì chắc chắn là sinh vật nó phải thích nghi để nó tồn tại. Và như vậy là một cái giống lúa hay là bất kể một cái giống gì khác, thì cái việc mà cái tính tập nhiễm sâu bệnh, tính quen, thích nghi dần, nó sẽ tăng theo thời gian. Do vậy là tới một cái thời điểm nào đó thì có thể phải thay giống đó. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề cái tỷ lệ nêm ẩm có 60% là rất là thấp. Như vậy thì ở đây chúng tôi có hai hướng. Cái hướng thứ nhất là nếu anh xạ với cái lượng giống nhiều, tại vì đa số nông dân là vẫn còn xạ cái lượng giống nhiều, thí dụ như khoảng 140-150 đó, thì cái tỷ lệ nêm ẩm 60% này là vẫn còn dớt dát được. Anh phải dùng những cái biện pháp, thứ nhất là kích hoạt để cho cái sức sống của hạt giống, tức là sức nảy mầm, nó tăng lên. Để nuôi ít nhất là 60% này nó đã lên đó, thì nó phải thành cây cho nó đàng hoàng, cho nó ngon lành, thì vẫn có khả năng là chúng ta giữ lại cái tỷ lệ này. Nhưng mà nếu trong cái trường hợp anh xạ cái lượng giống quá ít, ví dụ khoảng 100 kg hoặc dưới 100 kg, thì với cái tỷ lệ nảy mầm này nó hơi thiếu đó. Thiếu thì là nó có hai cách. Một là anh phải kiếm mạ đâu chỗ khác về anh cấy dặm thêm giờ. Hai là có thể anh xạ dặm nếu mà còn thời gian. Đó, cái vấn đề thuốc Plasti đó, thì có lẽ là nhờ thạc sĩ Bích Trân sẽ giải thích thêm. Thuốc Plasti thì không có tác dụng. Anh hỏi ở đây là thuốc Plasti có tác dụng là coi như là diệt rầy, diệt bù lạc hay không? Tức là nó không có tác, Plasti thì không có tác dụng diệt trực tiếp, nhưng bằng cái việc là tác động lên cây lúa và làm cho cây lúa phát triển tốt, cái tán lá xòe, và điều kiện này thì không thích nghi cho bù lạch và rầy nâu ngủ trú. Cho nên là tại vì bù lạch và rầy nâu rất sợ ánh sáng trực xạ, cho nên là đây là điều kiện để hạn chế được bù lạch và rầy nâu khi anh sử dụng Plasti xử lý giống. Dạ, cảm ơn phần giải đáp của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng và Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Thưa bà con và các bạn, những câu hỏi chưa được giao lưu trực tiếp trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành để nghiên cứu giải đáp cho bà con sau 48 giờ. Ngoài ra trong quá trình canh tác thì nếu như bà con và các bạn có gặp những vấn đề gì thắc mắc cần trao đổi với các chuyên gia, thì bà con và các bạn có thể gọi đến số điện thoại tổ tư vấn kỹ thuật sức mạnh sinh học của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Hoàng Sơn xin đọc chậm số điện thoại đó để bà con và các bạn có thể liên hệ đặt câu hỏi. Đó là số 0710365288. Xin được nhắc lại số điện thoại này 0710365288. Còn bây giờ, trước khi công bố danh sách ba bà con sẽ nhận được quà trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng dành ít phút cho đơn vị tài trợ. Một vụ mùa mới lại đến, mang nhiều hy vọng một vụ mùa bội thu luôn là điều mơ ước của người nông dân bao đời nay. Thuốc tăng trưởng sinh học Plastimula là chế phẩm sinh học mới, độc đáo, tăng khả năng kháng bệnh chăn nuôi trên lúa, phù hợp để sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP. Plastimula tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm phân bón, kích thích lúa chín sớm. Sản phẩm sinh học kích thích tăng trưởng luôn sát cánh cùng bà con. Tân Thành cùng nhà nông chinh phục năng suất. Tôi chọn Boost. Tôi chọn Boost. Tôi chọn Boost. Tôi cũng chọn Boost để trị cỏ gạo và cỏ đậu phụ. Tôi giới thiệu Boost cho bà con nông dân để trị cỏ trên cả ba vụ lúa.
thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm Push 330 EC tiêu diệt triệt để 100% cỏ đuôi phụng và cỏ lòng vực, hay còn gọi là cỏ gạo, an toàn cho lúa. Push đặc trị cỏ gạo và đuôi phụng. Tân Thành cùng nhà nông chinh phục năng suất. Thưa bà con, bây giờ thì Hoàng Sơn sẽ công bố ngay danh sách ba bà con đã có những câu hỏi giao lưu hay trong chương trình hôm nay theo bình chọn của ban thư ký và sẽ nhận được quà của chương trình. Xin được chúc mừng anh Lê Hoàng Giang ở Vĩnh Hưng, Long An, số điện thoại 01234554744. Xin được chúc mừng anh Nguyễn Hoàng Khang ở Cái Bè, Tiền Giang, số điện thoại là 01649860602. Và xin được chúc mừng anh Võ Văn Thắng ở thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 0983247509. Các phần quà sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành chuyển đến cho bà con sau 7 ngày kể từ khi chương trình này kết thúc. Bà con và các bạn thân mến, những bà con không nhận được quà trong chương trình hôm nay cũng đừng buồn, bởi vì hiện bây giờ thì ban thư ký đã tổng hợp danh sách của bà con vào cái danh sách tích lũy để xem bà con và các bạn có nằm trong danh sách 20 bà con có nhiều câu hỏi giao lưu nhất với các chương trình sức mạnh sinh học hay không. Và Hoàng Sơn đang chờ đợi cho đến kỳ phát sóng thứ 20 để xem bà con nào sẽ nằm trong danh sách này. Bà con và các bạn nhớ tiếp tục tham gia để có cơ hội nhận được quà nhé bà con. Còn bây giờ thì Hoàng Sơn rất cảm ơn bà con và các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình này và đã giao lưu với chương trình. Chúng ta cùng nhìn lại và cùng cảm ơn các vị diễn giả đã giúp đỡ chúng ta trong chương trình hôm nay. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ đến từ Trường Đại học Cần Thơ. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng đến từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Và kỹ sư thạc sĩ Trần Thị Bích Trân đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành, cũng là đơn vị phối hợp thực hiện chương trình này. Xin trân trọng cảm ơn công ty Tân Thành đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa bà con và các bạn, chúng ta sẽ được gặp lại nhau ở kỳ phát sóng tới vào 15 đến 16 giờ chiều thứ Bảy ngày 2 tháng 11 năm 2013. Bà con nhớ đón xem và giới thiệu cho nhiều bà con khác cùng xem. Còn chương trình này sẽ được phát lại vào chiều thứ Hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 vào lúc 15 giờ. Bà con nhớ đón xem lại. Bây giờ thì những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt bà con.